Chào các bạn, một siêu phẩm làm đê mê lòng người. Với sự xuất hiện của quái kiệt Yêu Ma Tào Nham Lỗi và kẻ đối trận đầy thách thức của anh là Thiếu Hiệp Tàn Bạo Trịnh Duy Đồng, giải Thành Đô năm 2017. Ở trong trận này, Tào Tiên Thổ dùng mã 887 khởi mã để xuất quân. Chỉnh như thông lệ, tiến chốt lên kiềm chế tứ khắc, thì Tào đã mở chốt cánh bên kia. Trịnh Duy Đồng mã phải nhảy lên vội vàng. Tào cũng vậy, đưa ngựa còn lại phát triển thành bình phong. Còn Trịnh Duy Đồng đối phó chuẩn chỉ quen thuộc là xe phải đã hoành ngay. Tào Nham Lỗi cũng tiến hoành xe, Chỉnh một nước lấy xe một bình sang đường 7. Không gì khác cả, chuẩn bị có thể ủi chốt rồi đưa xe nhập cuộc bằng đòn cờ thông đổi. Quyết định của Tào mã 3 tiến 2 tạo ra một cuộc xáo trộn không hề nhỏ. Khi mà Trịnh Duy Đồng sớm chấp nhận, e rằng hình cờ có chút khập khiễng, tức là pháo 8 này cuột lên, pháo của Tào cũng chỉ cần bành sang. Thứ nhất là triển pháo mã ở cánh bên kia, Trịnh Duy Đồng sẽ trở thành tâm điểm Tào khai thác. Và thứ hai, cả một cánh trái còn lại chắc chắn sẽ gặp nguy nan trong con đường xuất đồng, mà việc lấy binh 7 tiến lên cũng không thể nào thuận lợi khi pháo của Tào chỉ cần đưa vào vừa có thể giam cầm ngay. Bởi vậy, quyết định trong hình cờ trước mặt. Tới đây, Trịnh Duy Đồng cứ bỏ mặc vậy, mã 8 nhảy ra cánh biên, thành ra là chuyển ngược lại, tức là chuyển pháo Tào vọt lên thì pháo của Trịnh cũng có thể thay thế ngay. Trận đồ tới đây của Trịnh lại chỉnh tề quy củ hơn cả, còn Tào pháo mã đã sớm tản lạc, không hề có lợi chút nào. Đó cũng là lý do cho nước cờ thực chiến của Tào lấy C9 bành vào chân sườn ngay. Trịnh Duy Đồng dùng binh tiến một nhằm thông đổi. Tào đã chủ động đón chờ từ trước, pháo kê sang ngăn cản. Trịnh lấy C7-8 lộ diện được ngay. Tào tức khắc đã dùng C6 tiến lên ngay cửa hạ. Trịnh thì tượng 7 tấn 5 củng cố trận địa, rồi Tào bênh biên tiến một ngay. Đây cũng là một lựa chọn cần phải đi để có thể khoách trương thanh thế của mình. Đơn để mã nhưng phi nghịch tưởng, trận đấu của Trịnh là vậy, cho nên đơn mã đứng ở cánh biên sẽ trở thành tâm điểm, Tào chỉ cần ủi thêm một nước chốt đủ để gây khó khăn. Cho nên trong hình cờ này cũng là một giải quyết của Trịnh Duy Đồng, pháo 8 dâng cửa hạ ngay. Vậy thì nước cờ này có can hệ gì? Nếu như Tào cứ một mực dốc chốt lên, liệu rằng có đủ để gây sức ép vào đối thủ? Trịnh tất nhiên lấy chốt này tiêu diệt, Tào dùng xe chém chốt truy đuổi, thì Trịnh mã 3 tuần 4 ngay. Nhờ pháo tuần hà hỗ trợ, rồi nước cờ tiếp tục pháo kê vào để có thể đuổi bắt. Pháo thì giữ ngựa, ngựa này thì giữ pháo cửa hà thì giữ vào mã bên kia, lấy làm căn để pháo còn lại có thể công kích ngay. Trận đấu của Trịnh tỏ ra khá chặt chẽ, Tào khó mà công nổi, cho nên cũng là lý do cứ để mặc vậy đã. Tào quyết định dùng pháo 8 rời hình. Tránh nước cờ này làm cho Trịnh sẽ phải lắng lo hơn. Câu chuyện tới đây, pháo 8 bành 3 thêm một lớp quân có thể tạo ra một đòn địa pháo để đánh đuổi vào xe đường 7. Trịnh Duy Đồng giải quyết từ trước, C7 bành vào chân sườn, rồi Tào chốt tấn 1 ép đổi, Trịnh tưởng 5 tấn 7. Tào tới đây đưa C1 tiến lên 3 nước, giữ được một tuyến ngang quan trọng. Trịnh Duy Đồng C6 tấn 5 phòng thủ, rồi Tào lại bành xe vào đánh tưởng 7. Tượng 7 hẳn nhiên còn rất nhiều lựa chọn, hoặc là gì quay về trung lộ, nhưng có vẻ sẽ là một cơ hội để cho xe của Tào cũng có thể thông suốt được, quản lý gần hết những lộ gọi là yếu đảo. Trịnh Duy Đồng rất khó để phát triển quân, bởi vậy lựa chọn còn lại của Trịnh là tượng 3 tấn 5 để phòng thủ. Tới đây Tào C6 tấn 5 cũng củng cố trận địa cho riêng mình. Trịnh Duy Đồng bành xe vào, thành thử đây cũng chỉ là một đòn cờ nguội. Tào đã đối phó từ trước, C3 tấn 1 ngay, giờ Trịnh mã 9 tấn 7. Hậu suất nhưng đường cầu của Trịnh tỏ ra khá quyết liệt, gần như xe pháo mã đã được huy động cả. Mặc dù ngấm ngầm giản quân trong địa giới của mình nhị vì điều vậy, nhưng sức ép về trận địa của lẫn nhau là không hề đơn giản, chỉ cần một sa sẩy sẽ phải trả giá bằng một thất bại. Tới đây Tào Nham Lỗi tượng 7 tấn 5 củng cố chắc về trận địa, thì Trịnh Duy Đồng trả lời cho nước ngựa phóng lên đường 7 của mình, phi tiếp vào trung tâm đánh đuổi xe ngay. Tào có vẻ như chẳng còn quá nhiều lựa chọn, quân xe này chỉ còn một cách là đóng chặt vào trung lộ để tạo ra một cảnh giam cầm. Chiến ngựa trung tâm có thể lên được, nhưng đường quay về thì không. Nhưng không phải vì vậy mà trận đồ của Trịnh tỏ ra bế tắc. Tới đây anh quyết định tượng 7 quay về cánh biên ngay. Cứ tưởng là mọi chuyện đã được sắp xếp một cách ổn thỏa, nước cờ này để trổ đường mã 5 có thể thoái 7 rồi đánh đuổi, hay là mời đổi vào chiến ngựa ngay cửa hà của Tào, thế tiên thủ của yêu ma chắc chắn sẽ không còn. Quyết định khá bất ngờ của Tào là gì? Dùng pháo, bình sườn, đánh đuổi cả xe. Xe của Trịnh buộc phải tháo chảy một trong hai. Quyết định cuối cùng là bình sang đường 7. Và Tào trả lời, dùng xe 6 tấn thẳng lên một mạch. Nước cờ này, thứ nhất là thể hiện rõ lý do cho nước cờ bắt buộc của Tào phải bình pháo kê vào đuổi xe trước, để ngăn cản đối phương hai xe có thể liên kết nhau, để có thể tấn lên ngay kỳ hà và tạo ra màn đổi, chắc chắn là Tào sẽ phải bất lợi. Còn tới đây, âm mưu vừa rồi của Trịnh đã phải phá sản. Không những vậy, nước cờ chọc xe của Tào thật sự là quá cao thâm. Bắt đầu về phía của Trịnh Duy Đồng sẽ phải nghĩ tới rất nhiều hướng tiến công khác nhau. Tới đây, mặc dù hàng tuyến sĩ tưởng của Tào vẫn còn nghiêm chỉnh, nhưng tại vì quân tưởng còn lại đã phải ly tán dọc cánh biên, và trận đồ gác sĩ ở cánh bên kia chẳng khác nào Trịnh Duy Đồng đang đưa lưng về đối phương cả. Tào đã khoan phá rất kịp thời. Chuẩn bị là gì? Lấy xe 6 bằng 8, nước cờ có lợi hơn, kiểu gì cũng bắt được một quân cả. Pháo mà tạt biên thì xe chỉ cần rời một đánh tử, còn pháo dâng lên hai nước cửa hà thì cũng sẽ bị xe rời về một nước và gọi án tử được một trong hai. Chưa kể rằng một pháo đường 8 của Tào khi nào cũng có thể lăm le cho cơ hội để lập công cả. Cho nên nghĩ tới lui một hồi, quyết định cuối cùng Trịnh Duy Đồng pháo 2 lại tấn 1. Tại vì sao lại vậy? Tào cứ bỏ mặc lấy xe bằng 8 để tìm câu trả lời. Và Trịnh tới đây dùng pháo kê vào ngay. Thì ra là nước cờ này. Nếu như Tào dùng xe thoái 1 để bắt mã, thì việc của Trịnh cũng chỉ cần dùng pháo 8 quay đầu giữ căn, rồi từ từ để triển khai thế trận. Nhưng không ngờ, chính nước cờ lánh pháo lên của Trịnh Duy Đồng lại tạo ra một lỗ hổng mà về sau Trịnh không thể nào bù đắp nổi. Cái tinh quái của Tào thì khỏi phải bàn. Anh một mạch tiến pháo qua sông để đe tưởng. Tưởng trung tâm mà vỡ thì thua thảm. Còn nếu như tưởng 9 tấn 7 có vẻ như là một cách cuối cùng, thì sẽ bị pháo này tạt biên. Và cả một cánh phải của Trịnh Duy Đồng như đã bàn luận, chắc chắn khó lòng mà cầm cự. Bởi vậy ngay tại đây, quyết định cuối cùng của Trịnh, tưởng 5 quay về ngay. Chấp nhận đối phương có thể dùng pháo này chém tàn đi một tưởng, nhưng bởi vậy mà cánh phải của mình vẫn tạm thời được an toàn, thí tưởng để mở đường máu vậy. Và tới đây Trịnh Duy Đồng có thể thực hiện được mưu đồ thứ cấp, dùng mã 5 thoái về đường 7, chỉ ít là gì nhằm vào pháo, và hỏng có thể tạo ra cuộc đổi. Xem như điểm quân ngặt nghèo ngay giữa trung lộ Trịnh đã tự mình cởi bỏ được. Tới đây Tào quyết định đưa pháo 1 để rút chạy ngay. Trịnh tức khắc lại bỉnh xe sang vây đuổi trong giáo giết. Tào một mạch đảo pháo sang quá cung. Cứ tưởng rằng chiến pháo này đã rơi vào cửa tử, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn. Tới đây Tào đã đưa quân vào trốn hiểm địa, ấy vậy mà Trịnh không làm được gì. Sĩ này tiêu diệt thì xe sẽ sớm tắc tử. Tới đây nếu như sĩ này tiêu diệt thì thứ nhất là màn đổi xe, mã 7 thoái 8, rồi chém luôn cả chốt, bắt lại pháo bên kia. Và đối phó kiểu gì thì chiến ngựa đường 3 của Trịnh Duy Đồng cũng rơi vào thế thảm, toàn quân đã tản lạc. Không phải chỉ mỗi vậy, tới đây C7 bỉnh sang đường 2 đổ để bót tiếp một trong hai quân. Sau khi Trịnh buộc phải C7 dâng lên, e rằng chẳng mấy chốc mà thua thảm. Cho nên đó cũng là toàn bộ mưu đồ cho đường cờ tháo chảy cũng đầy ma mị của yêu ma họ Tào. Trịnh chỉ còn cách ngơ ngác dùng C8 tấn 1 vây đuổi. Tào lại đưa quân rút chạy, nhưng không phải rời tít về tuyến đáy của mình một cách tiêu cực, mà pháo 6 thoái 1 ngay. Trịnh Duy Đồng tới đây dùng mã 7 tấn 5 thoát thân vội, và Tào lại dùng xe thoái 1 để giam cầm mã và xe. Trịnh Duy Đồng lại bỉnh xe vào chân sườn ngay. Tào lại dùng pháo này chém thẳng sang một chốt, có vẻ như là một đòn liều mạng. Nhưng tới đây chắc chắn là không còn cách khác, Trịnh Duy Đồng phải dùng pháo này của sang. Còn nếu như dùng pháo này chém chốt thì âm mưu khác của đối phương là dùng xe này tiến lên và vây tử. Còn tới đây thì sao? Bỏ đi một pháo trắng để Tào dùng binh tiến 1 đòi lại, và nhân tiện có một chốt qua hà để trở công. Tức là thủ đoạn bỏ trước đọa sau. Tới đây Trịnh dùng pháo quay đầu để rút chạy. Tào ra tay vào pháo còn lại. Lực quân đã vô cùng hùng hậu. Toàn bộ xe pháo mã của Trịnh Duy Đồng đều phải co cùng phòng thủ cả. Đáng kể nhất là chiến ngựa ngay giữa trung tâm, cũng chẳng hiểu lý do là gì mà Trịnh đã không tính toán một cách chu toàn, nhảy lên được, nhưng tác dụng đe dọa về đối phương gần như đã bằng không. Không như vậy tạo ra những điểm rất khó đi quân của chính anh đã tự mình chúc phải. Tới đây lại dùng binh biên tiến một ngay. rồi ta bất ngờ đưa ngựa phóng thẳng qua Hà. Để làm gì vậy, chấp nhận đối phương lấy xe này tiêu diệt và dùng xe này để chém chết Mã ngay. Tức là Tào Nham Lỗi sau khi đã lời trắng một tường lại đưa chốt được qua Hà, quyết định cho đòn cờ thông đổi ắt là có mưu cao. Còn tại vì sao ở trước mà Trịnh Duy Đồng đã không lợi dụng vào thời cơ này, tức là dùng xe này chỉ cần thoát đi thì pháo đang còn truy bắt Mã, giả thử lấy xe này diệt pháo được thì sao? Câu trả lời của Tào chắc chắn xe này chỉ cần chém chết Mã mà thôi. Khi mà tới đây về phía của Trịnh, cả xe lẫn pháo để rơi vào hiểm cảnh, cho nên chẳng còn cách nào khác cả, dùng xe quay đầu và ép đổi. Thế nhưng việc của đối phương là đơn giản nhất, dùng xe chém tàn luôn cả tường còn lại, kể cả về đường hướng tấn công lẫn đội hình phòng thủ. Trịnh Duy Đồng đều thua thảm, cho nên không còn chút cơ hội nào. Bởi vậy cũng là lý do cho hình cờ trong trận thực chiến Tào dùng chốt này tiêu diệt, thì Trịnh mở binh biên chờ đợi. Tào như đã bàn luận, dùng Mã này phóng qua, Trịnh lấy xe thủ tiêu, Tào cũng vậy, dùng xe chém chết Mã ngay, nhân tiện lợi ra một tiên cờ đánh đuổi vào pháo biên. Mà kể cả chiến tưởng ngay đường 3, Trịnh cũng không biết giải quyết bằng cách nào. Đầu tiên đưa pháo để rút chạy, cắm thẳng một mạch chờ cơ hội để tiến công, thì Tào lấy C7 quay ngoắt 180 độ lại tả sang cánh biên, đánh đuổi pháo và phòng thủ. Không phải là cứ mải mê với đòn cờ chém tường, quân tưởng lẻ này khi nào bắt mà chẳng được. Tới đây Trịnh buộc phải dùng phố 9 bằng đường 8 ngay, và nước cờ đầy ma mị tiếp tục của Tào là C5 bằng 2. Tại vì sao lại vậy? Nghĩa là chuyện tới đây Trịnh có thể dùng pháo này chém chốt, quân chốt này Tào không thương tiếc hay sao? Tới đây Tào chấp nhận mất chốt như vậy để có thể dùng binh 5 tiến 1 đánh đuổi vào Mã trung lộ. Mã này của Trịnh tất nhiên còn đúng một cửa, tháo về đường 3, rồi mới chủ động đảo C1 sang vị trí ban đầu, và vẫn là mưu đồ tiến công như vậy. Nhưng tới đây thập phần là hiểm ác, quân ngựa hoặc là tường chỉ có thể giữ được một trong hai. Trịnh Duy Đồng Mã 3 thoái 1, và Tào không phải là ra tay vội vàng mà dùng binh 7 tấn 1. Để làm gì? Quân tưởng này sớm muộn gì cũng toi. Nước cờ này kịp lúc để có thể mở đường Mã 7 về sau phát triển, hợp lý hơn rất nhiều. Trịnh Duy Đồng Mã 1 tấn 2 đánh đuổi, và Tào mới dùng xe để chém tường. Trịnh tới đây quyết liệt hơn, dùng Mã quăng qua ngay, chuẩn bị có thể là ngọa Tào rồi đe dọa hay chăng. Biết vậy mà Tào vẫn chủ động dùng binh 7 tấn 1 ủi thẳng qua Hà, rồi Trịnh Duy Đồng pháo 8 bảnh 3 chém được chốt, và Tào đưa ngựa phóng thẳng vào trung lộ. Trịnh tới đây lấy xe tấn đuổi trong giáo giết, Tào đưa Mã 5 tấn 7 ngay. Xem như đội hình còn lại Trịnh Duy Đồng cũng thành ra thế tam tử, nhưng đã bị chia cắt hoàn toàn, kể cả một mưu đồ cuối cùng để tiến công bằng việc Mã phóng ra biên ngọa Tào, xem như tới đây đã chính thức phá giản. Trịnh dùng pháo để rút chạy, thì Tào dùng Mã 7 tấn 6 ngay. Vậy thì đây có phải là cơ hội để Trịnh có thể dùng pháo này tiêu diệt? Một pháo đổi lấy một pháo vào một sĩ của đối phương, xem như cũng có chút lợi lộc. Nhưng chỉ cần đúng một đòn cờ tuyệt độc tiếp theo, Trịnh Duy Đồng sẽ phải buông cờ trong tức tuổi, là C2 cắm thẳng một mảnh, đe dọa vào sĩ trung lộ, đại đao xuyên tâm. C2 bảnh 5 coi như xông triển, mà cái đau khổ ở chỗ là không hề có cách nào để Trịnh Duy Đồng có thể giải bỏ với thế nguy này cả. C5 tấn 4 thì mọi chuyện cũng tư tử, chủ lực này chỉ cần bảnh sang đè sát cục bằng sông xe gọi hồn, cho nên C4 quay về rồi mất mạng và thua thảm. C7 bảnh 6 lập công ngay, cho nên đó cũng là lý do nước ngựa phóng qua thật sự quá hiểm hóc của Tào Yêu Ma. Trịnh cũng như đã phát giác, chủ động lấy C6 bảnh sang đường sườn đánh đuổi để có thể giữ được một vị trí rất quan trọng, thì Tào cũng ngay lập tức để thay đổi hướng tiến công, Mã 6 tấn 7. Trịnh tới đây đưa xe quay về bọc lót, rồi Tào dùng Mã đảo về ngay. Tới đây không phải là chỉ mỗi câu chuyện rút chảy, mà nước cờ hiểm hóc của Tào là xe đường 7 cũng đang vây đuổi vào chiến ngựa đường 3 một cái giáo giết. Chẳng còn quá nhiều lựa chọn, Trịnh Duy Đồng quyết định dùng Mã 3 quay về cửa Hà, hỏng có thể mời đổi ngay. Nếu như đổi thì bàn cờ sẽ chuyển tàn, mỗi vị còn 2 xe, 1 pháo và 2 chốt. Mặc dù Tào có thể lợi hơn về phía của Trịnh Duy Đồng khi mà đối phương không còn đôi tưởng, nhưng ít nhất là câu chuyện để tổ chức tiến công Tào sẽ phải làm lại từ đầu. Quyết định tới đây có phần nào hiểm ác và tinh quái hơn, Tào dùng C7 thoái một, không phải là đổi mã mà mời đổi xe. Nhưng suy cho cùng thì đây lại là một đòn cờ đánh đuổi. Tại vì Trình lấy xe để tiêu diệt, mã của Tào chỉ cần chém thẳng lên thành sát cơ ngay. Cho nên cũng là lý do mà về phía của Trình buộc phải lấy C4 rút chảy. Tấn 1 thì mất mạng, buộc lòng phải tiến thẳng đường 2. Giờ Tào mới tổ chức đưa mã của mình rút chảy, lại quay ngay về đầu tường đánh đuổi đường xe. Trình vất vả dùng xe thoái một. Tào tới đây dùng C7 rời về hai trường, đánh thẳng vào binh trung lộ. Một cuộc cờ đầy cảm xúc của Tào Yêu Ma, khi mà từ đầu cho tới tận lúc này 46 hiệp cờ, Trịnh Duy Đồng đều phải đi theo những sắp đặt của đối phương, gần như không hề có một năng lực nào để phản kháng cả. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là những đòn đỡ quân đầy bị động. Tới đây câu chuyện vẫn chưa dứt, binh lộ 5 mà mất mạng thì không còn gì. Cho nên Trình buộc phải C4 bảnh 5 giữ lại ngay. Tào lại dùng xe tấn 1 vây đuổi. Pháo tới đây chỉ còn đúng một cửa, dùng để quay đầu đánh đuổi vào xe. Còn nếu như tháo chạy những lỗ khác thì chiến ngựa đứng ngay cửa này toi mảng. Tào buộc phải lấy xe để rút chạy, thoái về một nước, nhòm mã của Trình. Trình dùng mã 4 tấn 3 rút chạy ngay. Nhân tiện là gì, đe ngược vào binh. Đường cờ của Trình cũng tỏ ra chẳng hề đơn giản, mặc dù biết là rơi vào thế thua. Tào lại dùng xe quay đầu giữ chắc vào binh trung lộ. Trịnh Duy Đồng C5 đã bảnh 2. Tào đưa C7 bảnh sang đường sáo ngay, ngăn cản đi những âm mưu có thể phát sinh của đối phương, khi mà dùng mã có thể tiến lên và đe dọa. Tới đây Trịnh Duy Đồng mở chốt biên hòng có thể kích đổi. Tào không đổi mà dùng xe thoái về hai trường, đánh đuổi mã ngay. Và Trịnh cũng chủ động bảnh chốt sang. Còn nếu như đưa ngựa này mà phóng đi thì binh biên sẽ thiệt mạng một cách oan uổng. Còn tới đây Tào lấy xe để diệt mã, Trình cũng làm vậy với chiến ngựa của mình. Tào dùng xe tấn 1 và Trình Duy Đồng dùng xe này cầm chiếu ngay. Có lẽ rằng cũng chỉ là một đòn vùng vây theo phong cách thường thấy của Trình Duy Đồng mà thôi. Còn tới đây với thế tàn cuộc này, khi mà Tào còn dư tới một chốt biên nữa thì phương án tốt nhất của Trình nên buông cờ. Nhưng vẫn còn tiếp tục. Tào tưởng năm thoái về, Trình lại rời xe nhòm chốt. Tào cứ bỏ mặc lấy pháo chiếm vào trung lộ, mất chốt biên nhưng đổi lại binh đổ 5 của đối phương thì chắc chắn Tào cũng dễ dàng để ca khúc khải hoàn, khi mà trận đồ của Trịnh Duy Đồng đã bùng bét cả. Cho nên chỉ còn lựa chọn lấy xe đóng vào trung lộ, và Tào dùng xe này tiến lên vây đuổi. Pháo buộc phải rút chạy đi, bảnh sang đường 7 nhờ xe yểm trở. Giờ Tào đã rảnh tay, dùng chốt biên tiến 1 thoát thân ngay. Nhưng đây cũng là một cơ hội để Trình pháo 7 dâng lên, nhờ chốt của đối phương làm ngòi đánh đuổi vào xe. Nhưng nếu như là lựa chọn binh 5 tiến 1 thì xe này của Trình cũng chỉ cần tiêu diệt. Tào rõ là hoài công, bởi vậy cũng chỉ còn cách C7 dâng lên, và Trình dùng pháo 7 lấy được một chốt. Nhưng tới đây vẫn là cơ hội để Tào dùng xe thủ tiêu binh trung lộ, và Trình tất nhiên dùng pháo chầm đáy đỡ, tạo ra một thế công khá bất ngờ, khi mà dùng pháo này để quấy rối vào trận địa đang còn rất trình tề của Tào. Nhưng cái hiểm hóc là cả hai xe của Trình đều đã ra tiền tuyến cả, đỡ không khéo có khi kẻ thảm bại chính là họ Tào kia. Tới đây nếu như là tượng 7 tuần 9 thì xe của Trình cũng chỉ cần tạt sang đường 2, mang theo những nỗi đe dọa. Quyết định cuối cùng là sĩ này quay về ngay, và Trịnh Duy Đồng cũng chẳng buông tha, lại bảnh xe sang bắt sĩ. Nhưng không thể nào tiện tay C4 tấn 5 được. Xe còn lại Trình chỉ cần chém thẳng về tường. Tào buông cờ trông tức tưởi, sĩ này quay về, sĩ bên kia mất mạng, tướng thưởng lẩu. Giờ xe còn lại gọi hồn ngay, bởi vậy cũng cần phải cẩn trọng hết mức. Vậy thì âm mưu nào? Tào sau khi chấp nhận là bổ sĩ này lên, để đối phương bảnh xe ra đe sát thì Tào mới có thể phòng thủ. Câu trả lời lấy C5 bảnh sang để kích đổi. Đổi quân thì về phía của Trình không còn gì, bởi vậy giữ lại xe và pháo. C4 bảnh 3 ngay đe tường. Tào biết nhưng mà vẫn làm, bênh 5 tấn 1 qua hả ngay. Trình chỉ cần chờ có vậy, dùng xe này chém thẳng về tường. Khá bất ngờ, trong một thế quân cứ tưởng đã bị động và từ từ rơi vào thế thảm, mà Trịnh Duy Đồng vẫn can trung đảm lược, sắp xếp ra một đội hình tiến công, thậm chí là còn nguy hiểm gấp bội phần. Tới đây, pháo trung lộ của Tào còn chưa thể nào để phát huy được tác dụng, hai xe thì liên kết nhau. nhưng việc Trịnh có thể một nước dùng xe này quay đầu vỗ chiếu ngay, hoặc là dùng pháo này chém thẳng vào Di rồi mở đường cho đòn pháo lăn, và xe còn lại sẽ lập công bằng sông xe gọi hồn. Làm sao mà Tào có thể cầm cự? Quyết định của Tào ngay tại đây, lấy chốt lệch sang vỗ chiếu ngay. Lựa chọn của Trịnh gần như là bắt buộc, là sĩ này phải buông lên. Tào lấy xe chiếm thẳng vào trung lộ, và Trịnh Duy Đồng nếu như là sĩ 4 tấn 5 thì sao? Hình cờ này lại tạo ra một cao trào hấp dẫn hơn cả. Hai vị đều có thế công, và một sai lầm sẽ trả giá bằng bản thua cuộc. Quyết định của Tào chắc chắn là C5, C73 để vỗ chiếu ngay. Nếu như là những lựa chọn còn lại thì xe này sẽ mất không tranh thủ đòn chiếu tiếp tục, Trịnh sẽ phải bại. Cho nên sĩ này quay đầu thì Tào lại bành xe vào. Nước cờ xuất tướng thì sẽ thua, bởi vì pháo này sẽ kết liễu ngay. Bởi vậy sẽ chỉ còn cách là sĩ này thoái thủ. Xe này chỉ cần cảm tử, tướng thường lầu, bành chốt vào. Tướng chạy cờ nào thì cũng đều thua cả. Xe đường 3 sẽ theo để truy sát ngay. Cho nên đó cũng là toàn bộ lý do cho hình cờ thực chiến. Sau khi xe của Tào vỗ chặt vào trung lộ, Trịnh Duy Đồng buộc phải đưa tướng quân xuất cung ngay. Tào vẫn vậy dùng xe này chém thẳng vào sĩ, hỏng có thể bắt vào xe bên kia của Trịnh. Trịnh thản nhiên đưa tướng thường lẩu. Tại vì nếu như Tào lấy xe này tiêu diệt vào xe của mình thì Trịnh cũng làm được một chuyện, dùng xe có thể rút về bắt lại xe trung tâm của Tào và tiếp tục có thể chiến đấu được. Cho nên tới đây Tào quyết định cứ để nguyên vậy, dùng pháo này bảnh sang vỗ chiếu trước. Sĩ này phải thoái thổ thì tất nhiên, nhưng Trịnh không làm, buông cờ để nhận thua ngay. Khi chắc chắn đã là một sát chiêu rõ cả 10-10. Sĩ này quay đầu thì xe chỉ cần tiêu diệt tướng thượng lầu, rồi xe 6 rời về hai trường. Một bàn cờ đối công rất hay giữa nhị vị cao thủ, rất đáng để thưởng lãm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.